ta sẽ phân biệt cái request scope và cái session scope. Sử dụng request scope. Request scope và session scope. Thế thì để làm cái bài này thì chúng ta làm như thế nào? Bây giờ chúng ta mở cái phần cũ của chúng ta ra đúng không? Và tắt cái này để đỡ rối. Cái phần của chúng ta bao gồm có, chúng ta xem cái cũ của chúng ta này, index này. Bây giờ ta copy cái này nhé. Cái này ok rồi, thêm cái br vào đây. Rồi. Bây giờ ta copy cái dòng này, toàn bộ cái này này, Ctrl C, Ctrl V vứt xuống đây. Ta chạy. Rõ ràng rằng là ở đây chúng ta thấy rằng có cái phần khác nhau, tức là chúng ta có là gì? Nguyễn Văn A này, level 2 này, Trần Văn B level 4, nhưng mà khi chạy nhé, mặc dù ta có truy xuất đến level name, salary gì đây này, nhưng khi chạy này, hoặc là thậm chí cái salary này bạn có thể nhân với level đi, ví dụ thế, để xem nó ra mức lương là như thế nào. Đúng không? Nào ta bấm này, chạy chạy này, run này. Run này. Bây giờ ta bấm lên chạy này. Các bạn thấy rằng ta có, nó đều lấy cái Trần Văn B đúng không nhỉ? Nó không lấy được cái thông tin khác. Vậy tại sao như thế? Chúng ta không phép được dữ liệu ra đúng không nhỉ? Bởi vì là gì? Nó sẽ lấy cái thông tin cuối cùng. Nó lấy cái thông tin cuối cùng. Ở trong trường hợp này là nó lấy gì? Request nhỉ? Nó lấy request scope. Thế bây giờ các bạn, cái này nó tương đương với cái chỗ này này. Nó dùng là gì? Request scope chấm nhỉ? Request scope chấm, copy này nhé, request scope chấm này. Đấy. Ok. Thế còn session scope là ta chưa có đúng nhỉ? Bây giờ ta thử ta thay đổi cái này session nhé. Session scope về context scope đi, ở context. Nào bây giờ ta sẽ sử dụng session scope đi. Bây giờ chỗ này bạn thay thành session đi nhé. Session scope này. Nha. Thì bây giờ ta sẽ sử dụng cái này là chỗ này bạn ghi là session scope. Đấy. Đúng chứ nhỉ? Đấy, ví dụ thế, để xem ra thông tin nó khác nhau chưa. Như vậy chỗ này ta dùng request scope, chỗ này ta dùng session scope nhỉ. Thằng request thì là 4, còn thằng session thì là gì? 2. Cái level 2 level 4 đấy, Nguyễn Văn A trở thành B này. Nào bây giờ ta chạy thử để xem là nó có truy xuất đúng không. Như vậy rõ ràng là gì? Request và session nó ra là hai thông tin khác nhau rồi. Như vậy là ta hoàn toàn có thể truy xuất bằng request scope bằng hoặc session scope. Nếu trong trường hợp bạn để mặc định, bạn không ghi rõ request session thì nó sẽ gọi request nhé, gọi request scope. Thì đây chính là cái cách chúng ta list ra dữ liệu thôi. Ok, xong rồi. Phần request scope và session scope khá là đơn giản.